Xin chào các bạn, chúc mừng năm mới. Trong mỗi một đường đua, trong mỗi cuộc chạy, xuất phát luôn luôn là giai đoạn quan trọng nhất. Và chúng ta đang ở tháng 1, tháng khởi động nhanh cho năm 2021, tháng khởi động cho một chặng đường để trở thành MDRT của năm 2021. Tôi mong muốn các bạn hãy nỗ lực hết sức để cho mình một khởi động, một xuất phát thật là vững chắc, thật là mạnh mẽ, để chúng ta chắc chắn đạt được những cái mục tiêu và kế hoạch của chúng ta cho năm 2021 sắp tới. Đã là đại lý, hãy trở thành MDRT. Chúc các bạn thành công.